xin chào tất cả các bạn rất vui gặp lại các bạn trên kênh của nguyên hôm nay nguyên chia sẻ cách làm món thịt lạp theo yêu cầu theo cổ truyền của người trung thì tháng chạp hay phơi thịt lạp để ăn tết và có thể lưu trữ ăn dần cả năm không có bị hư hôm nay thì nguyên chia sẻ cách làm thịt lạp hương vị truyền thống cách làm và nguyên liệu thì cực kỳ đơn giản bây giờ nguyên mời các bạn xem video Nguyên mua ở đây là hai kg thịt ba chỉ. Ngoài thịt ba chỉ thì các bạn còn có thể làm gà hoặc là vịt á, tức là gà lạp vịt lạp thì cũng rất là ngon ha. Thịt ba chỉ á, mình kêu người ta cắt cái độ dày á, khoảng 2 cm thì vừa. Tốt nhất thì mỗi một miếng thịt á, cũng có một kích cỡ nhất định á, thì lúc phơi á, sẽ nó khô đồng đều hết. Các bạn chọn cái miếng ba rọi nạc nhiều hay là mỡ nhiều thì tùy thích nha Vì khi thịt lạp phơi xong á, cái phần mỡ thì ăn rất là giòn và cũng ngon lắm Nguyên dùng con dao á, cạo cái phần da cho nó thật là sạch thì mình mới mang đi rửa nha Mình phải sơ chế thật là kỹ thì thành phẩm ra sẽ ngon Sau khi rửa sạch nước rồi á, thì mình phải dùng giấy bếp lau cho thật là khô á Thì mình mới ướp muối, như vậy thì nó mới thấm nha rồi các bạn cứ lau hết cái phần thịt còn lại sau đó mình đi ướp muối luôn với hai ký thịt thì nguyên sử dụng là 30 g muối bọt nếu mà ăn nhạt hơn thì mình cho 20 g muối cho hai ký thịt nhưng mà lúc phơi á, thấy hết nắng thì các bạn nên cho thịt vào ngăn mát tủ lạnh và ngày hôm sau á, mình lấy ra phơi tiếp và khi ướp á, mình nên lấy muối từng chút và tha vào trong thịt sẽ đều hơn là mình đổ vào một lúc nha và các bạn cũng không có nên bỏ sót cái phần da heo luôn nha Nhất là ở chỗ những cái khẻ thì các bạn phải ướp muối vào đây Tại vì cái phần khẻ này nếu mà mình không ướp muối nó rất là nhanh bị mốc đó Sau khi 30g muối ướp hết vào trong thịt rồi thì mình sẽ để từ 3 tiếng cho đến 5 tiếng ha Thì mình mới mang đi rửa sạch rồi mình ướp lần hai Các bạn nhớ là đẩy nắp lại nha Thịt khi mà mình ướp muối thì mình không cần cho vào tủ lạnh cũng được nha sau 4 tiếng đồng hồ thì bây giờ nguyên sẽ mang cái thịt này á mình đi rửa lại một nước. Khi rửa thịt á thì mình cũng không cần phải rửa kỹ quá nha, mình rửa sơ một nước là được. Tại vì mình rửa kỹ quá thì cái thịt nó bị nhạt á, lúc mà mình phơi thịt lạp á thì nó để thời gian không có được lâu thì nó rất là nhanh bị mốc đó. Khi thịt này rửa xong á thì mình cũng phải lau cho thật là khô, sau đó cho vào một cái tô lớn. Và trước tiên thì nguyên đổ vào đây á 50 ml đủ nếp nồng độ cao nha. Thì là nồng độ cao ớt ốp thịt nó mới thơm và nó không có nhanh hư, tốt nhất thiện trên 50 độ C. 100 ml nước tương. Nước tương thì các bạn có thể dùng cái hiệu Amoi hoặc là Lycomkey cũng được nha, nhưng mà mình không có dùng hiệu Maggi. Và 10 g xì dầu đặc biệt. Mình cho xì dầu đặc biệt á, thì để cái màu thịt á, nó lên màu đẹp nha. 30 gram đường đường thì các bạn dùng đường cát trắng hay là đường vàng cũng được sau đó thì mình đeo bao tay mình trộn cho cái hỗn hợp nó thật là đều nha sau khi trộn thịt xong thì mình để thịt ở ngoài nhiệt độ phòng khoảng 2 tiếng và cứ cách 30 phút thì mình phải trộn thịt lại một lần cho nó thấm nha Bây giờ là hai tiếng đồng hồ sau rồi thì mình trộn lại một lần cuối cùng á, sau đó thì mình sẽ bọc phút ráp và mình cho vào ngăn mát tủ lạnh, mình ốp từ 1 cho đến 2 ngày nha. Trong hai ngày đó thì các bạn cũng có thể thỉnh thoảng á, lấy ra trộn cho nó thật là đều mình mới mang đi phơi nha. Thịt thì bây giờ nguyên đã ướp được hai ngày rồi và thỉnh thoảng thì nguyên cũng có trộn lại á, cho nên bây giờ cái màu sắc nó rất là đều và rất là thấm rồi bây giờ thì mình chuẩn bị dây để mình cột ha các bạn có thể dùng dây lát hoặc là cái dây này là dây thần thì nếu mà dùng dây thần á, thì mình phải rửa lại nha tại vì nó có cái mùi dầu hôi đó mình dùng một con dao nhọn á, mình xỏ thịt mình chọn chỗ nào mà tương đối mỏng á, mình xỏ qua bển nè sau đó thì mình xoay con dao á, để nó tạo một cái lỗ rồi mình xỏ sợi dây vào nếu mà khó xỏ thì mình dùng cây đũa mình đẩy vào rồi sau đó mình kéo cái sợi dây lên rồi mình cột rút như vậy là xong khi xỏ dây xong hết thì các bạn dùng tay mình vuốt cho cái thịt này nè nó thẳng ra sau đó thì mình cho vào cái tô hứng lại rồi mang đi phơi thịt lạp thì mình sẽ treo ở chỗ nào mà nắng nhất ha mình phơi khoảng 2 ngày phơi thịt lạp thì các bạn tốt nhất là mình xem thời tiết nắng tốt thì mình mới làm nếu mà nhà các bạn không có điều kiện phơi nắng thì mình sấy bằng lò điện. Mình sẽ sấy ở nhiệt độ là 50 độ C. Nếu sấy bằng lò thì mình cắt ba rọ cho nó ngắn lại, mình vẫn treo như vậy cho nó nhiễu bớt cái phần dầu ra nha. Nhưng mà nếu có điều kiện phơi nắng thì thịt lạp ăn sẽ ngon hơn là mình sấy bằng lò điện. Lúc mà mình phơi thịt lạp thì mình phải để ý cái nắng. Ví dụ mà nắng nó chuyển hướng khác thì mình phải Giờ cái thịt lạp đi chỗ khác rồi mình phơi tiếp nha mình phải phơi đúng hai nắng luôn thịt lạp này thì phơi được hai ngày rồi thì nó là như vậy thịt lạp phơi xong á nếu mà không có quá khô thì nó mới đạt nha khi bóp vào á các bạn cảm nhận là cái thịt nó vẫn còn mềm nhưng mà cái lớp bên ngoài thì nó khô như vậy thì cũng chưa có xong đâu nha mình phải để ngoài hai ba ngày ấy, cho cái phần mỡ heo á, nó trong lại thì được hai ba ngày đó thì mình phải để chỗ thông thoáng chứ mình không có cần phơi nắng nữa nếu mà mình sấy bằng lọ điện thì mình cũng không cần phải sấy hai ngày đâu nha thỉnh thoảng mình lấy ra kiểm tra cái mức độ thịt á, thì cũng y như vậy ha mình bóp thịt á, thí dụ mà mềm ở trong nhưng mà ở ngoài nó khô là được nếu sấy bằng lò điện thì cũng tương tự nha Sấy cho đến khô rồi thì mình lấy ra mình cũng để ở chỗ thông thoáng á, Để từ 2 cho đến 3 ngày á, cho cái phần mỡ nó trong lại thì được Thịt lạp này thì nguyên treo ở chỗ mát á, thêm 3 ngày Như vậy là tổng cộng 5 ngày ở ngoài nha Thịt rất là thành công nha Thịt lạp nó không có bị nổi mốc và nó giữ được cái độ mềm Nhưng mà ở phần ngoài nó khô thịt này á, nguyên để suốt ở ngoài từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ thì không cần cho vào ngăn mát tủ lạnh khi phơi xong á, thì thịt rất là thơm lót các bạn nếu như cái lượng muối mình cho ít hơn á thì như nguyên đã nói là mình phơi nắng xong á mình phải cho vào ngăn mát tủ lạnh đến ngày hôm sau mình lấy ra mình phơi tiếp nha thịt lạp phơi xong á rất là thơm cái mùi này rất là đặc trưng luôn đó các bạn nó tựa tự như cái mùi lạp xưởng mai quế lộ vậy đó Thịt này ấy, khi làm xong á, mình bảo quản bằng cách là cho thịt vào trong cái túi Sau đó mình cột kính và cho vào ngăn mát tủ lạnh thì bảo quản được 3 tháng Còn cho vào ngăn đông thì được 1 năm Nhưng mà tốt nhất các bạn cũng đừng có làm nhiều quá ha Khi nào ăn xong á, thì mình làm cái mới Như vậy thì sẽ ngon hơn rất là nhiều Thịt lạp trước khi hấp á, thì mình nên rửa lại bằng nước sạch Sau đó mình trụng bằng nước sôi từ 2 cho đến 3 phút Tại vì mình Trụng qua như vậy thì nó sẽ nhạt hơn ha, mình ăn nó dễ hơn Còn cái phần da nó rất là dai, nếu mà các bạn không thích thì mình có thể cắt bỏ luôn Sau 3 phút thì mình gấp cái phần thịt này ra Cái nước này mình không có đổ bỏ nha Chút nữa mình lấy cái nước này mình cho cái sửng hấp vào Rồi mình để thịt vào mình hấp Mình đậy nắp lại Cái này thì nguyên chỉnh là 15 phút ha Mình hấp 15 phút thì cái thịt nó sẽ mềm và ngon sau 15 phút thì thịt đã chín và bây giờ Nguyên thấy thịt rất là mềm rồi Rất là thơm luôn đó các bạn, cái hương vị này là hương vị truyền thống Thịt lạp này các bạn có thể dùng để làm được rất là nhiều món nha Như là bánh củ cải, bánh khoai môn hoặc là dùng để nấu cơm thố Đây cũng là những món ăn ngày Tết của người Trung Quốc đó các bạn khi cắt thịt ra thì cái phần mỡ rất là trong và thịt heo cũng rất là mềm mà nguyên cắt cá thấy cái mỡ nó giòn lắm. Ngoài cách làm này thì người Trung Quốc có còn làm cái món thịt lạp xông khói nha, cách làm và cái cách ướp thịt nó cũng gần giống nhau nhưng mà thịt phơi xong á người ta sẽ treo lên trên nắp nhà căn bếp á, để xông khói tự nhiên và một thời gian á người ta lấy xuống ăn thịt lạp cắt xong các bạn nhìn thấy cái phần mỡ heo nó rất là trong cái món này nếu mà mình ăn kèm với củ kỵ thì sẽ càng ngon nha các bạn có thời gian thì mình làm thử cái món thịt lạp này để ngày tết có thêm món mới cho gia đình mình ăn cơm khi ăn vào thì cái phần da heo nó dai dai còn mỡ heo thì nó giòn giòn vị mặn và mùi thơm của món thịt lạp rất là đặc trưng Video đến đây Nguyên xin tạm ngừng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Nguyên. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho Nguyên một like và một đăng ký kênh. nhưng cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Xin chào tạm biệt các bạn. Tới trẻ tại cá sấu thảy.